hình thể Hymnus. Nói chung, Hymnus là một bài ca mà bản văn có nội dung ca ngợi, chúc tụng và là một bài thơ có nhiều đoạn. Nếu là bài ca Hymnus trong phụng vụ thì phải là bài ca chúc tụng Chúa, và đoạn thơ cuối cùng của bất cứ bài Hymnus nào cũng là lời chúc tụng trọng thể dâng lên ba ngôi Thiên Chúa, tiếng Latin gọi là Doxologia. Tuy có cấu trúc là một bài thơ có nhiều đoạn, nhưng tất cả các đoạn thơ được hát theo một cung điệu duy nhất. Dù là đoạn này dài, đoạn kia vắn, cung điệu này được viết theo một mô hình nào đó, hai câu hoặc bốn câu, và có thể coi đó là mô hình của ca khúc. Ví dụ, bài Đoàn Con Ca Hát của nhạc sĩ Hoài Chiên, hòa âm nhạc sĩ Tiến Linh. Con ca ra về vì cha rất khoan nhân, muôn năm ra về là cha rất nhân từ. Đoàn con ca hát muôn phương hân hoan, tha thiết khen ngợi Chúa muôn loài, và cha cao sang luôn đôi thương con, ban xuống muôn ngàn phú chân hoan. Ca ra về là Thiên Chúa uy linh, muôn năm ra về là Cha rất nhân từ. Đoàn con ca hát muôn phương hân hoan, tha thiết khen ngợi Chúa muôn loài, và Cha cao sang luôn đôi thương con, ban xuống muôn ngàn. Có lẽ con xin được mở ngoặc thêm để sáng tỏ cái ý tưởng này. Hồi nãy quý cha và quý vị đã nghe con nói, khi mà hát thánh vịnh thì ưu tiên cho cái thể loại bình ca. Mà hát thánh vịnh theo bình ca thì theo như con được học đó, thì nó có 8 cung thường, 8 cung trọng thể và 8 cung hoa mỹ. Vậy ra đến cả 24 cung. Thì cái cung điệu mà trong cái bài hát này mà chúng ta vừa nghe đó, thuộc cái cung gọi là cung Tritus, bình ca nó gọi là Tritus. Thí dụ như là Si cut era in principio et nun et semper et in saecula saeculorum, amen. Thì thầy Hòa Chiên mới chuyển ngữ sang tiếng Việt theo cái cách thức mà chúng ta vừa hát. Hoan ca ra về vì cha rất khoan nhân, muôn năm ra về là cha rất nhân từ. Đây là một cái cố gắng rất là hay, rất là đáng kể. Tuy nhiên, để giải quyết vấn đề này như thế nào thì con cũng có làm một số bài cũng theo cái cung điệu, nhưng mà lấy làm trụ cho cái lời ca đó bằng 3 dấu nhạc. Thí dụ như là Chúa là mùng tứ chăn dắt tôi chẳng thiếu thốn gì, trên đồng cỏ xanh tươi người cho tôi nằm nghỉ. Thì hát như vậy nó mới ra cái cung điệu của việc hát thánh vịnh. Là bởi vì theo sách dạy đó, hát thánh vịnh không phải là hát mà cũng không phải là đọc. Vậy thì có nghĩa là
là ngâm ngợi. Ngâm ngợi có lẽ như thế là đúng nhất với cái cách hát thân vị. Bây giờ nếu mà con trở lại cái câu chuyện mà ngữ điệu của dấu giọng tiếng Việt ứng dụng như thế nào trong cái việc hát thân vị ấy, như con vừa ví dụ xong, Chúa là mục tư chăn dắt tôi, có nghĩa là la fa fa la sol la sol sol fa la ri la sol, thì nó dễ nghe. Nhưng mà nếu mà giờ theo cung điệu của Latin trụ có một dấu nhạc thôi thì Chúa là mục tư chăn dắt tôi chẳng thiếu thốn chi, thì đâu có nghe ra được. Nên thành thử ra con phải trụ làm ba dấu thì cái ngữ điệu của cái dấu giọng tiếng Việt mình may ra mới đáp ứng được cái phần ấy. Xin quý vị tiếp tục nghe câu Doxologia, có nghĩa là tôn vinh ba ngôi Thiên Chúa một cách trọng thể mà bất cứ bài hymnus nào cũng phải có cả. Vinh danh ngôi Cha, ngôi Con và Thiên Chúa ba ngôi, như bao khi xưa, khi nay và cho đến muôn đời.